Shop đồ chơi lại xin chào đến tất cả các bác anh em trên mọi miền tổ quốc nhé. Hôm nay bên shop lại giới thiệu với tất cả anh em là cái mẫu hơi truyền thống không có điều áp để dành cho tất cả anh em chơi. Cái loại truyền thống này giá rẻ dành cho anh em sinh viên, giá cũng hợp túi tiền thôi. Ở đây thì mình có hai bộ, thứ nhất là bộ inox và bộ nhôm. Đấy, đây là cái van inox nhé, đấy, cái van inox này, và đây là bộ nhôm. Cái bộ nhôm này đây là mình lắp ráp như thế này để cho anh em xem. Đấy, một bộ là ED. Đấy, chúng ta chế cháo theo kiểu ED như thế này, rất là đẹp đúng không? ED đây là cái bộ cò của nó nhé. Đây là một cái lan hoa của cái xe đạp. Đấy, cái cò của nó thì chúng ta ở đây. Đây là cái cò của nó. Ở cái búa này thì anh em muốn mua thì sang cái shop, mình để cái đường link ở bên dưới nhé. Đấy, anh em qua đó mà mua. Đấy, rất nhiều anh em thích cái dòng búa là cái ED này. Rất thích cái dòng búa ED này nên là mình để cái đường link bên dưới ED thì anh em qua đó mua nhé. Để cho nó dễ, bởi sao cái hàng này mình không ship được nên mình không bán. Anh em có nhu cầu thì qua đường link bên dưới, hoặc là anh em nhờ mình mua hộ cho cũng được. Nhờ mình mua hộ cho cũng được, mình khắc bắn địa chỉ cho người ta khắc gửi cho anh em. Đấy, đây là búa ED. Còn đây cái búa này là búa truyền thống đây. Đấy, có hai loại búa, anh em thích chơi búa nào cũng được, không quan trọng. Đấy, bộ ED. Cái giá của một bộ hơi này thì mình sẽ báo giá công khai luôn để cho anh em mua cho nó dễ nhé. Một bộ của nó như thế này nó cũng rơi vào khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu kém thì phải, để mình tính giá tiền cho anh em nhé. Thì đầu tiên là cái bộ hơi. Cái bộ hơi này nó sẽ gồm những cái gì và giá cả như sau. Anh em nghe cho rõ để mua nhé. Cái gì mình bán thì mình bảo bán này. Cái gì mình bảo không bảo bán thì là mình không bán. Anh em lưu ý nhé. Mà anh em mua thì cái này thì cọc cho mình cái thẻ 50.000. Cọc để làm gì? Để lấy uy tín để cho anh em mình mua bán cho dễ. Vì trẻ trâu rất là nhiều. Đấy, nói thẳng quan điểm như thế. Còn anh em là khách quen thì thôi không phải cọc. Cọc 20, 50 nó không mất cái gì cả anh em nhé. Đấy, bên mình mua bán uy tín, anh em nhận hàng có quyền kiểm tra hàng nên các bác khỏi lo. Cọc để lấy uy tín, để tránh tình trạng là hàng đến để các bác lại đặt ảo. Đấy, các bác thiện chí trước khi mua các bác cứ mua cái thẻ 50.000, chuyển cái mã thẻ sang đây em gửi cho các bác. Thẻ Villa, Viettel đều được hết. Cái thẻ em chả làm gì đâu, em chỉ để nghe, để gọi cho các bác thôi, nhắn tin cho các bác thôi. Đấy, cho nó dễ. Còn anh em mình khuyến cáo luôn là anh em khách quen ý, thì không phải cọc đâu nhé. Mình không quan trọng, khách quen không quan trọng, nhưng nhất là các bác khách mới giờ rất nhiều. Đấy, anh em chơi rất nhiều khách mới nên là mình bắt buộc phải cọc, cọc để lấy uy tín. Còn anh em nào sợ mất 50.000 thì thôi. Đấy, mình nói thẳng như thế, quan điểm cho nó rõ ràng. Anh em nào sợ mất 50.000 thôi, 50.000 không giàu. Cái thẻ điện thoại thì tiền cơ thì còn giữ được, cái thẻ điện thoại là vào nó chỉ để nghe để gọi thôi, tiền thì còn tiêu được. Một bộ hơi này nó sẽ gồm một bộ hơi này nhá. Đây mình, anh em chờ chút. Đây mình lấy cái này mình kê vào đây. Mình kê nó vào đây thì anh em nhìn nó dễ hơn. Bình này, van này, van nạp này. Đầu tiên là cái van nạp này, nắp đít này, bộ bình hơi này, hai cái còng này, một thanh dây này, một cái bộ van này là 1,5 triệu anh em nhé, 1,5 triệu. Đây là cái quy tiếp đạn, đây là mình nói luôn, đây là quy tiếp đạn nhé. Quy tiếp đạn thì nó đắt tiền hơn. Đấy, còn anh em mà không lấy quy tiếp đạn thì cái van này của nó có đi kèm cho chúng ta một bộ co lờ. Một bộ co lờ đấy, nhưng mà nó không tiếp được đạn thì chúng ta phải đút đạn từ đầu lòng xuống, rất là phiền. Đút đạn ở đầu lòng xuống nó còn vướng giảm thanh nên là chúng ta không thể đút được, mà chơi súng mà không có giảm thanh ấy lỗ to lắm. Đấy là anh em lưu ý mình bán luôn cả bộ quy tiếp đạn này nhé. Quy tiếp đạn nó có 3 loại quy, quy 12, quy 16 và quy 8. Đấy, anh em cứ mua, anh em mua lòng phi 12 hay 16 thì anh em cứ nói bên mình gửi khắc đúng cái quy cho. Đấy, đi để kèm theo chúng ta cả một bộ quy tiếp đạn như thế này. Đấy, để chúng ta kéo ra kéo vào để tiếp đạn. Cái đấy tí mình hướng dẫn sau. Đấy nha, là 1,5 triệu. Còn không lấy quy tiếp đạn này thì trừ đi 200.000, còn 1,3 triệu. Đấy là bao cước vận chuyển. Anh em mua thêm cái kính này. Kính này bình thường mình bán 550, nhưng anh em mua theo bộ này thì mình sẽ bán cho 500.000, thì thành 1,3 triệu cộng với cái kính này 500.000 nữa, thành 1,8 triệu anh em nhé. Đấy, 1,8 triệu là một bộ như thế này. Rất là đẹp đúng không? Bút đeo chữ khác nhau lại đắt tiền. Đấy, còn anh em mà thích cái búa này là 600.000 cái búa ED này. Cái búa này mình không bán, nhưng mà anh em thích mua, thích tham khảo giá hoặc là thích xem người ta bán hàng ấy, thì anh em qua cái đường link ở bên dưới. Đấy, thì anh em xem cái đường link bên dưới nhá, người ta bán búa rất nhiều các loại búa ở bên đấy. Hoặc là anh em không mua được thì nhờ mình mua cho. Đấy, nhờ mình mua cho nhá, mình khắc gửi cho. Người ta mình khắc bắn đơn sang người ta khắc gửi cho. Thì có nghĩa là bình này, van này, còng dây này, quy tiếp đạn là 1,5 triệu này. Kính 500 nữa là 2 triệu này.
đúng không? Kính 500 là 2 triệu đúng không? Nếu mà anh em không lấy quy tiếp đạn thì chỉ còn 1,8 triệu thôi nhá. Nhưng mà khuyến anh cáo anh em là phải lấy quy tiếp đạn, không có lấy quy tiếp đạn và rất phiền. Rất khó khăn làm việc. Thế là tổng là 2 triệu. 2 triệu mấy cái bộ này nữa, 600 nghìn nữa là 2,6 triệu. 2,6 triệu. Cái lòng thì mình không bán, cái búa mình không bán, nhưng búa này mình mua hộ được. Nếu mà anh em không thích mình mua hộ thì anh em tự sang bên cái đường link mình để dưới phần mô tả là một này, hai là phần bình luận cái đường link xanh xanh ở bên dưới đấy thì anh em vào kênh của ta mua cũng được. Đấy. Là 2,6 triệu này. Cái giảm thanh, anh em thích mua giảm thanh 3 khúc tiến lùi hoặc là 3 khúc tiến lùi thì nó khoảng 500, còn loại giảm thanh 5 vách ấy, thì nó là 400. Đấy, 2,6 triệu cộng với 400 nó tròn 3 triệu. Mấy cái lòng bắn bi, anh em thích chơi lòng bắn bi thì mua 200 nữa, khoảng 3,2 triệu. 3,2 triệu. Mấy cái bơm nữa, cái bơm tầm khoảng 600 nghìn cái bơm nữa thì thành 3,8 triệu. Đấy, còn cái báng chúng ta tự làm. Đấy, 3,8 triệu là chúng ta đã có một khẩu rồi. Đấy, giá là đã bao gồm cước. Đấy, mình tính như vậy để cho anh em lắm bắt và để cho các bác mua cho nó dễ. Nhưng hôm nay mình chỉ bán cái bộ combo như thế này. Bình là một này, nắp đít này, bình này, hai còng này, một thanh dây này, cái kính này, cái van này là tròn 2 triệu anh em nhé. Tròn 2 triệu, cả quy tiếp đạn này nữa là tròn 2 triệu. Đấy, nếu không lấy quy tiếp đạn, lấy kính rẻ tiền hơn thì lại rẻ tiền nữa. Đấy, kính ngắm thì trong kênh của mình rất là nhiều các loại kính. Kính 300 cũng có này, kính 400 cũng có này, kính 200 nghìn cũng có này. Anh em vào trong đó thích chọn kính nào thì chọn. Anh em mua độc bộ hơi là không thì là 1,5 triệu. Đấy, bình này, hai còng này, một dây này, một cái van này, một bộ quy tiếp đạn này là 1,5 triệu anh em nhé. 1,5 triệu. Nếu lấy thêm kính nữa thì 500, nếu lấy thêm giảm thanh nữa thì bên mình lại bán giảm thanh cho. Đấy, lấy cái búa đập anh em không lấy được thì mình lại mua hộ cho. Đấy, hoặc là anh em qua đường link dưới tham khảo. Đấy, anh em hiểu chưa? Đấy, một bộ là như vậy nhá. Đấy, còn cái lòng ấy thì anh em lên thẳng trên mạng mà mua, cái lòng bên mình không bán. Lòng súng ấy mình không quan hệ với anh em chơi lòng. Bởi vì sao? Mình cái lòng nó rất nhạy cảm nên mình không thích. Đấy, nên là anh em khi mua hàng ấy thì nhiều bác cứ bảo giáp cho cả cây, giáp rất dễ thôi. Nhưng cái này nó khó khăn là khi pháp luật rất là khó khăn. Anh em mới chơi thì mua của 3-4 người thì người ta mới thành được một khẩu. Còn mua một người một khẩu rất dễ nhưng mà hay bị rủi ro. Đấy, còn anh em mà thích chơi cái bộ inox này, anh em mà thích chơi cái van inox này thì cộng thêm 200 nghìn nhá. Đấy, đây là van nhôm. Anh em mà muốn lấy van inox thì cộng thêm 200 nghìn được cái van inox như này nữa. Nhôm inox mình không quan trọng đâu, quan trọng nó ngon là được. Đấy, anh em lưu ý nhá. Đấy, đang quảng cáo cho các bác thì lại mất điện. Nhà tối om. Đấy là cái bộ van inox anh em nhá. Van inox thì là anh em lấy van inox thì cộng thêm 100 nghìn. Đấy, mấy một bộ hơi như này nó là 1,7 triệu anh em nhé. 1,7 triệu là chưa tính đến cái búa này. Cái búa này người ta bán chỉ có 550 cái búa này thôi. Đấy, 550 mới 1,7 triệu. 1,7 triệu thành mùa 1,7 triệu thì thành 2,250,000 một đồng bộ hơi như này. Đấy, một bộ hơi này giá rất là hợp tí tiền đúng không? Búa thì mình nói luôn này, búa bên mình không bán nhá. Anh em mua thì mình bảo người ta gửi cho. Đấy, mình không bán búa. Đây là những cái búa người ta tài trợ cho mình để mình quảng cáo. Đấy, thì người ta cho mình thì mình để quảng cáo tốt cho người ta thì lại có lương thôi, thế thôi. Đấy, nên là khi anh em mua không mua được búa thì bảo mình mua hộ cho, người ta cứ gửi lẻ cho, yên tâm. Đúng như hình luôn, đúng như video quảng cáo luôn. Đấy, búa giống hệt như này. Đây là búa ED, anh em nhìn chưa? Đây này. Đấy, mình kéo này. Đây. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đấy, cái búa ED rất là nhẹ nhàng luôn, đây này. Đấy, anh em nhìn chưa, kéo phát là được luôn. Đây là cái búa ED. Đấy là một bộ hơi là như vậy nhé. Còn hơi có điều áp thì bên mình cũng rất là nhiều. Anh em có thể đăng ký kênh, có thể vào kênh của mình tham khảo, vào kênh của mình xem thì nó sẽ được nhiều video hơn nữa. Nhưng chủ yếu hôm nay sẽ quảng cáo cho anh em là hai cái bộ này, van inox và van nhôm. Trong hai cái bộ đó anh em nào chưa hiểu thì xem video thật kỹ vào nhé. Anh em muốn mua lòng ý, thì anh em cứ lên YouTube. Đấy, nên cái mạng xã hội như của mình thế này, mình đang quảng cáo cho anh em sang xem này, là cái mạng này này, thì anh em đánh lòng bắn bi, lòng khương tuyến. Đấy, giá cả người ta để tràn lan. Anh em thích mua lòng gì thì anh em mua. Đấy, rất là dễ, cái đấy mình không bán. Còn cái búa này bên mình cũng không bán. Anh em nhờ thì mình mua hộ cho. Nếu anh em mà không mua, không muốn mình nhờ thì anh em có thể xem đường link bên dưới mà mời tất cả anh em xuống mà xem cái đường link bên dưới người ta bán búa như thế nào. Anh em xem qua thì anh em mới hiểu được. Đấy, còn đây là mình chỉ quảng cáo hộ người ta thôi. Tài trợ mà, người ta tài trợ búa thì mình quảng cáo hộ thôi, thế thôi. Đấy.
Thế là ngon lành cành đào đúng không? Đấy là bộ van bình. Kính ngắm thì mình nói luôn, bên mình kính ngắm rất là nhiều mẫu khác nhau. Anh em có thể là vào kênh không thích dòng kính đắt tiền này thì chúng ta có thể mua kính rẻ tiền hơn. Nhưng mình khuyến cáo anh em, một vài trăm tiêu cũng hết, nhưng chơi cái kính này cho ngon lành cành đào. Chúng ta nhìn chơi, nhìn gái, nhìn điếc, chúng ta zoom gần zoom xa được. Kính này là kính chữ khắc 3-940. Anh em nào mua lẻ cái kính là hàng xịn của mình nhá, hàng loại 1 của mình. Đấy, anh em nào mua lẻ cái kính này mình bán 550.000 đồng bao cước. Kính bút leo chữ khắc logo sừng hươu bán lẻ nhá, còn bán cùng combo này thì mình bán chỉ có 500.000 đồng thôi, gọi là bớt tiền cước cho người ta đi. Đấy, logo rất là đẹp, 550.000 đồng bao cước. Đấy, zoom từ 3 đến tận 9, zoom rất là cao và có đèn hồng tâm hỗ trợ cho chúng ta bắn tối xanh và đỏ. Đấy, anh em lưu ý nhá, xanh và đỏ. Đấy, do mình đang quảng cáo cái đèn nó rất là sáng, nó phản chiếu vào chúng ta sẽ không nhìn thấy gì cả. Đấy, vì trời tối mất điện mà mình phải quảng cáo bằng flash, đèn flash. Đấy là một bộ hơi. Đấy, còn có bác nào chưa hiểu thì gọi điện nhá. Đấy, còn các bác mà mua thì khuyến cáo các bác nhớ là mua ấy thì phải xem kỹ video một chút, chứ nhiều bác cứ chưa xem hết video các bác cứ gọi điện đến cứ hỏi lung tung không biết cái gì cả. Đấy, có cần mình nhắc lại phát nữa cho sướng nhé, nhắc lại một lần nữa nhé. Này, bình này lắp đít này, bình này lắp đít này. Đấy, hai cái còng này, một thanh dây này, một cái van này, một cái quy tiếp đạn này là 1,5 triệu. Kính này 500 nữa là 2 triệu đúng không? Cái búa này 600.000 nữa là 2,6 triệu anh em nhé, tổng là 2,6 triệu. Còn anh em mà lấy độc kính với van còng dây quy tiếp đạn không thì là 2 triệu. Mà anh em không lấy kính này không trừ đi 500.000 thì còn 1,5 triệu. Anh em không lấy còng dây này trừ đi 450.000 thì lại còn bao nhiêu đấy, cứ trừ dần đi là hết hàng. Đấy, anh em nhìn búa ED đẹp không? Còn anh em không chơi búa ED thì chúng ta chơi búa này. Búa này thì nó dễ dàng hơn. Mà cái búa ED này nó có cái hay của nó nhá, anh em mà không thích chơi ED chúng ta cũng có thể tháo ra nhá, tháo ra thay cái này vào. Ở đây nó cũng có một cái mảnh nữa, ở trong này nó có hai mảnh, thì chúng ta tháo một mảnh đầu đấy đi, mảnh kéo dây đi, chúng ta thay cái mảnh này vào là chúng ta cũng kéo được luôn. Đấy, chúng ta lại chuyển sang thành cái búa như thế này. Đấy, rất là dễ. Cái búa này nó có cái lợi của nó là hai mảnh, tất cả nó đi kèm cho chúng ta là 3 mảnh. Một mảnh để hãm cò, hãm búa, còn một mảnh ở giữa này là để nó kéo dây. Đấy, và chúng ta mà không thích kéo dây thì chúng ta vứt cái kéo dây đi. Đấy, chúng ta thay cái búa này, cái này vào đây. Đấy, thay nó vào đây là chúng ta lại dùng được y như cái này luôn. Đấy, rất là hay. Đấy, anh em có thể qua cái video mà xem người ta quảng cáo ở trong đấy nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em video lần sau. Anh em nhớ này, mình ship COD, nhận hàng có quyền kiểm tra. Đấy, nhận hàng có quyền kiểm tra hàng. Anh em phía Nam thì 5 đến 6 đến 7 ngày nhận hàng, anh em phía Bắc thì 3 đến 4 ngày tùy gần hay là xa. Tất cả sản phẩm này bên mình là bao cước vận chuyển hết cho các bác rồi. Nên là anh em mua thì uy tín, cùng nhau cùng uy tín để xây dựng nó lên. Mua thì cọc tiền, anh em sợ cọc mất 50 thì thôi. Đấy, 50.000 không làm gì được à, cái thẻ điện thoại không làm gì được. Đấy, hàng thì rất là nhiều.